Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Italia Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Phạm Thị Thanh Tâm sẽ thăm chính thức Áo, thăm cấp nhà nước Italia và thăm tòa thánh Vatican từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7. Đây là chuyến công tác châu Âu lần thứ hai của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới. Chuyến thăm sẽ là điểm nhấn quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với các nước và Tòa thánh và Tì căng. Năm 2022, Việt Nam và Áo đã kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam Áo ngày càng phát triển tích cực, tạo động lực mới cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế và văn hóa. Năm 2023, Việt Nam và Italia kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. 50 năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển tích cực, toàn diện và đi vào chiều sâu trên tất cả lĩnh vực, cả về hợp tác song phương và đa phương. Đặc biệt kể từ khi hai bên ký tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 1 năm 2013, quan hệ việt nam tòa thánh vatican đặt nhiều tiến triển thời gian qua bao gồm tiếp xúc và tham vấn định kỳ trao đổi đoàn cấp cao việt nam và tòa thánh cũng như các chuyến thăm mục vụ thường xuyên